Và bây giờ xin được mời hai chuyên gia sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi trực tiếp từ hệ thống tổng đài 1900-6145. Alo VTC16, xin nghe ạ. Dạ, em chào chị ạ. Cho em vaccine ra, em hỏi vaccine của em đó. Bỏ ra bao nhiêu lâu thì bắt đầu đi khám mới bắt được ạ? Dạ vâng, xin mời chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ. Vaccine là khi mà chị đưa vào trong tủ lạnh ra ấy là chị phải pha ngay và dùng luôn chứ không được để ở ngoài trời quá lâu. Và sau khi chị cái vaccine đấy chị dùng nước cất, chị pha rồi thì chị lại phải đưa các vaccine đó quay trở lại vào trong cái bình nước đá chị để thì mới bảo đảm được. Thì vaccine đó nó sẽ được tiêm cho con gà hoặc là tiêm cho con lợn thì mới đáp ứng được. Chứ còn nếu mà chị pha xong chị để ra ngoài thì dưới tác dụng của cái nhiệt độ bên ngoài nắng, thế rồi là nhiệt độ nó sẽ làm cho cái vaccine nó bị hâm nóng lên thì nó sẽ nhanh hỏng. Được chưa? Mang ra pha liền luôn xong lại để vào trong cái bình nước đá luôn chứ không được để ra ngoài. Xong rồi là tiêm đến đâu thì lấy đến đấy. Dạ vâng. Mình bây giờ mình kích thước bác sĩ mình có 50 con. 50 con gì? Mình mua liều 100 á thì giờ mình kích như thế nào bác sĩ? Em mua liều mua em có 50 con mà em mua liều 100 thì em cứ pha đủ liều 100 xong rồi giỏ cho 50 con, còn 50 con bỏ đi chứ có gì đâu mà. Nhưng mà gà nó đang bệnh thì mình chích cận đơn lên cái đó không? Không được, gà đang bệnh thì lại không được chích. Cái gà đang bệnh thì phải chữa cho nó khỏi đã rồi mới chích vaccine. Chứ còn nếu mà gà bị bệnh mà thì cho vaccine vào thì khác gì thêm bệnh cho nó. Được chưa? Gà của em nó bệnh á, em chích kháng thể 3 ngày rồi. Cách chích thế nhưng mà gà đang bị bệnh gì? Vấn đề là đang bị bệnh gì? Dạ vâng. Bệnh như bắt sơn ạ. Bệnh như bắt sơn thì bây giờ tiêm kháng thể. Sau đó thì bây giờ là dùng vaccine để tiêm. Thì đúng rồi. Thì tiêm cho nó thì tiêm vaccine thì đấy là tiêm đúng. Đấy. Thì em có thể là tiêm điều gấp đôi cũng được. Hoặc là tiêm điều một được, nhưng mà nếu mà đã tiêm kháng thể rồi thì có thể cho phép tiêm điều gấp đôi thì không cần phải đổ đi. Coi như là mua liều 100 tiêm cho 50 con là được. Dạ, phải là tiêm gấp đôi nào đúng rồi, đúng rồi, tiêm được gấp đôi. Đấy, phải hỏi rõ thế chứ không có đây. Dạ vâng. Bây giờ mình tiêm 50 con á, mình tiêm con mấy xe bác sĩ? Thì em cứ một cái lọ 100 đấy thì em lấy 25 ml thì em tiêm cho mỗi con 0,5. Còn em lấy 50 ml thì em tiêm cho mỗi con 1 ml. Thế thôi. Mình lấy nhiều thì mình tiêm nhiều. Tức là pha nhiều nước thì tiêm nhiều, mà pha ít nước thì tiêm ít. Còn cái liều vaccine người ta đã nói là 100 là tiêm cho 50 thì cứ pha vào trong cái lọ 100 tiêm cho 50. Còn pha nhiều nước có nghĩa là pha 25C thì tiêm cho 0,5, mà pha 100 thì tiêm coi như là 2, mà tiêm mà pha 50 thì tiêm cho 1cc. Cách làm thế là đơn giản, hiểu chưa? Dạ, em hiểu. Rồi. Dạ vâng, những kiến thức về bảo quản vaccine cũng như là cách sử dụng vaccine trong chăn nuôi mà chuyên gia Vũ Ngọc Sơn của chúng tôi tư vấn hẳn là rất hữu ích đối với bà con chăn nuôi để đảm bảo cho cái việc vaccine có thể phát huy được cái tác dụng bảo hộ cao nhất, và chúc cho khán giả cũng như là bà con áp dụng và chăn nuôi thành công. Cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn với những tư vấn vừa rồi ạ.